Thôi cho nó ăn thế thôi, để cho người cứu. Rồi, không ăn nó đòi ấy như... Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay là thứ hai đầu tuần, thì Phúc Lâm Bảo Đường thì đang tiếp nhận rất là đông khách. Thì đấy, quý vị có thể xem qua đây, những bệnh nhân vừa mới tới này, rồi thì những bệnh nhân nội trú này, rồi thì ở trên nhà sàn cũng có những bệnh nhân mà chiều mới xử lý, thì họ sẽ nghỉ ngơi ở trên đó. Đấy. Đấy, đây là những bệnh nhân mà cả vừa mới đến lẫn đây cô chú này, là có cô chú là đến từ Thái Nguyên đây này. Vâng. Cô chú có thể chào quý vị khán giả trên kênh Đạt đến rồi cháu không ạ? Chào khán giả nhé. Chào khán giả kênh Đạt đến rồi nhá. Vâng. Cô có lời nào muốn nói với cả quý vị khán giả trên kênh của cháu không? Theo cháu được biết thì cô cũng là một fan ruột của kênh cháu đấy ạ. Vâng, cô thì nói chung là lúc nào là cô cũng dù sớm hay muộn là cứ đến giờ là cô mở kênh của Đạt đến rồi ra là cô xem. Dạ. Cô thấy rất là ý nghĩa mà rất là tốt. Cho nên là rất là cứu giúp được nhiều người, cho nên là cô thấy thế là cô cũng bảo là cô bố trí là cô đến đây. Vâng ạ. Để cô thăm khám và cô chữa bệnh. Dạ vâng ạ. Ừ. Thế. Vâng. Thế thì cho cháu hỏi là cô đang bị gặp tình trạng gì về sức khỏe đấy ạ? Cô là cô bị thoái hóa mấy đốt sống cổ này. Vâng. Với cả cô bị cứ tay nó cứ đau, nó cứ mỏi mỏi xuống đây này, xong rồi nó đến một tuần nay nó cứ dơ lên, nó cứ đau chỗ này mà chị. Vâng. Cô cứ tê này, tê nó cứng. Vâng. Vào, nắm ra nắm vào là nó đau. Dạ vâng, vâng. Ừ. Đấy, thì nói chung là cái tình trạng của cô là nó cũng từ cái đốt sống cổ này mà ra thôi. Ừ. Cô này bị thoái hóa gối nữa. Vâng, thoái hóa gối. Mấy cái đấy thì nó đơn giản thôi, cô cứ yên tâm nhá. Vâng, nhá. Thì cô cứ bốc số rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, thế thì cô đợi lát nữa đến lượt thì cô sẽ vào kiểm tra cô nhá. Được rồi. Vậy bây giờ cháu phải cấp tốc xuống dưới kia để đón bệnh nhân đây. Cô cảm, vâng, ơn cháu nhá. Vâng, vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Vâng. Đây 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 đây. Đấy, bây giờ là đi xuống đón bệnh nhân. Có một bệnh nhân phải đi xe lăn. Đây. Đấy, chú chắc đi xuống trước ạ. Ào. Nặng ghê đấy. Vâng. Đây. Ui dồi ôi. Nặng quá. Ôi lại còn xe chắn ngang. Bà ạ. Cô. Ôi dồi ôi, sao lại để xe chắn ngang lối đi thế này. Xe này xe thằng Thích hay sao ấy. À lại còn chắn ngang đường. Thằng Thích rồi. À thế ạ. Ba thấy cháu ở ngoài thế nào bà? Bây giờ ba thấy cháu ở ngoài khác gì? Đừng lên vô tuyến. À thế ạ, bà không muốn lên vô tuyến. Vâng. À thế là lấy xe lăn để chở bà đúng không ạ? Vâng. À thế. Mà nhà xem kênh của Đạt mấy tháng rồi. Chú hôm ạ. Nay, vâng. Hôm nay mới bảo chú này. À. Chú mới đưa lên được. Vâng ạ. Có đường đi xe lên không? À bây giờ ấy là phải, nói chung là theo cháu là nếu mà cõng thì không sẽ... không cõng được. Đang ngồi đâu nó bị tê. À. Chân thế bây giờ cháu che mặt cho bà nhá. Thì bây giờ bà bị làm sao ạ? Coi như là cô bị, đầu tiên nó bị đau cái đầu gối này. Vâng. Thế sau đau nhiều, cứ bảo đau ít thì uống thuốc vẫn đi làm. Vâng. Thế giờ coi như là bị lệt từ tháng mấy chú Khánh làm nhà chú Khánh nhỉ? Năm. Không, từ tháng 3 chú làm nhà cho tao ấy. Từ tháng 3 cưới Duy à. Từ tháng 3 phải không? Từ tháng 6, tháng 7 năm ngoái. À. Đâu, tháng 3 cưới Duy mới được vừa rồi. Cái gì? Đau từ lúc đấy. Vâng. Đâu. Thế là hiện tại bây giờ là chân của bà đang bị liệt đúng không ạ? Đang bị tê. Tê. Tê không biết gì này. Rồi đau này. Vâng. Đau hết cái lưng này này. Rồi. Đau đầu lại chóng mặt không đi được. Rồi.
Cái vấn đề của bà là sẽ được giải quyết, bà yên tâm đi. Lên đây thế, đi không phải lo lắng gì nữa rồi. Nói thật ở nhà ăn rồi cứ ở nhà theo dõi đạt lắm mà. Vâng. Và... À thế là bà tên là gì, bà là ở đâu ạ? Cô ở Bắc Ninh. À mà. Cô ở Bắc Ninh đấy. Vâng ạ. Cô để cho đỡ tất chân cô leo cô bò được lên. Dạ vâng. Ờ cái thằng này còn một cái thằng thọt chân chở con ở đâu rồi? Thằng gì? À thằng Trá. À. Vâng, Trá thì nó đang học bài ở trên thế, kia. Thế trời vâng. Ơi, theo dõi quá nhiều. Dạ vâng ạ. Thế thì bây giờ Dép lại có đi được Dép đâu, Dép ở nhà tinh đi trên đất thôi. Vâng. Thế thì bây giờ cho bà lên xe lăn để đẩy bà đi nhá. Xong. Nhưng mà có đường đi lên không? Nếu mà đến cái đoạn rồi, nếu mà cô đi bộ thì dìu cô lên thì tốt nhất. Nhưng khiêng nó khó đi. Rồi, không thì không khênh, khênh chết. À. Không chết. Thế thì dìu cô thôi. Được, tôi vâng. Bám, tôi bám là tôi đi được, vâng, tôi vâng. Leo được. Dạ vâng ạ. Không cần không phải ấy. Vâng. Thì chú Khánh cầm cho ta cái đôi dép lại lên thế, vâng, vâng. Thế là vẫn đi được. Rồi, thế thì cháu vịn ba đây đây, bà vịn cháu đây. Thôi cứ lại rời này phải đến đây em chữa cho ta cho nó. Cho ta sống. À yên tâm đi. Đấy, một vài ngày nữa là quý vị theo dõi bà là sẽ biết ngay cái tình trạng của bà như thế nào mà. Nói thật mới đạt này. Vâng. Hôm nay đi là giống con đấy. À. Thế thì cho cháu hỏi là bà trước đó thì bà chân của bà vẫn đi lại bình thường chứ bà nhỉ? Ừ rồi ôi làm. À đấy ạ. Vất vả lắm. Ừ. Nào nào Vương vịn nốt bên tay đây kia cho bà. Đây ở nhà xem cái thằng này nhiều này. Vâng. Ừ. Thế không mẹ về dọn hết vườn chưa? Dạ. Mẹ. Đây. Cô ấy dọn hết vườn rồi mà. Đây. À. Ê, ôi dạ. Được không bà? Được không? Đây có biết gì đâu. À. Vâng. Ôi giời ơi. Ôi nhà là chết. Vâng. Thì con này đi nó gàn rồi. Mẹ cứ ở nhà mẹ cứ tin người ta. Vâng. Rồi ta đi lên đây, ta đi lên đây là đường cuối cùng. Vâng. Ta chết tặng thỏa mãn. Bà yên tâm đi, những cái trường hợp như bà thì bên cháu nó cũng xử lý rất là nhiều rồi đấy. Vâng. Nhà theo dõi. Chân của bà như là chân bên trái cháu thấy là nó bị khớp, là có dấu hiệu bị lệch khớp đấy nhá. Nắn chỉnh là cũng xác định là phải đau đấy. Đau. Đau không được. Vâng. Có bị sưng nhiều không bà? Chả biết là sưng hay không, ai biết, người nào cũng nhìn thì biết sưng. À. Đây đây, lên trên này. Đấy, bảo với chú Khánh, bảo chú Khánh chơi 20 bậc cơ chú Khánh ạ. Thôi được, tôi viện lên đây tôi đi được này. À, không không ạ. Ừ. Vâng. Viện lên đây là đi được. Vâng. Rồi. Đấy. Thế. Cô đang bị rất là nặng đấy. Viện đi lên là viện được, đi lên được. Vâng. Cố gắng đi. Đi bảo với chú Khánh bảo không biết con leo nổi đến 20 bậc không. Vâng. Đây có cháu đây rồi. Mỏi thì nghỉ. Không leo. Đáng nhẽ là bà chỉ cần ngồi sao cháu cõng ù gáy thì lên. Không, ai cõng. Không, đi ra Vạch Mai chú này chú bảo chị đưa em cõng. Không, cõng, không cõng. Anh nhớ chú Đạt phải làm lãnh đạo tô hay là nhà nước ấy. Ôi. Chán như chán Văn Giáp. Này vừa đi vừa bảo với chú Khánh mà. Chú không được bảo tao lên trên này. Vâng. Nhưng này con cũng bà nó không tin tưởng tao mà tao lên trên này. Bà cứ yên tâm đi. Ừ. Bà là khỏi để tao về, còn bà. Không khỏi tao không về đâu. Vâng. Ui cũng nhiều bệnh nhân lên đây cũng giấu con giấu cái. Xong rồi lên đấy chữa khỏi cái thế là cả nhà cả chú cả cậu lên thì cảm ơn. Vâng. Chị em chữa quá nhiều. Vâng. Thì bệnh nhân ở đây thì cũng toàn là những người là đi hết viện to viện nhỏ rồi thì thầy nọ lang kia rồi. Đấy. Vâng vâng. Chóng mặt đấy. À là hơi chóng mặt ạ. À? Trời, vâng. Chóng mặt đấy. À, thế thì cho. Ô cái gậy của ta đâu hả chú? Để con để dưới để lang. Để dưới à. Vâng. Chóng này trơn. Đây cho bà vào ghế này ngồi. Nếu mà chữa là bà phải xác định ở đây đấy. Vâng. Xem rồi, xem biết rồi. Vâng vâng. Các con có thì đi lấy giải đại cho con đại lấy đó. Bà đang chóng mặt đấy cơ. Con thật mình ăn đi châm cứu ở tỉnh miêu huyện treo hết cơ đi. Vâng. Treo hết cơ. Chào bác sĩ nhé. Vâng, chào bác. Vâng. Để cho bác ngồi nghỉ ở đây. Vâng. Cô ơi, cho bà nhiều đại. Tôi ngồi đây nhé. Đấy, bà cứ ngồi đây một lát bà nhé.
Cái chóng mặt này của bà ấy chắc chỉ trong vòng 1 đến 2 hôm thôi. Nếu mà nhanh thì là 1 hôm. Vâng. Còn lâu thì là 2 hôm. Vâng. Là bà hết. Vâng. Nhá bà nhá. Vâng. Vâng. Đấy. À, Vương ơi lấy số cho cô. Cái thật mấy em là Vương ơi. Vương nó cứ chạy đi lung tung. Lấy gậy em ơi. À đi lấy gậy cho bà. Cho cháu xem qua cái chân của bà xem nào. Được. Chú Đạt ơi, nó bảo là người mách vẫn đi mua thuốc gói về để xông chân, cô lại mua thuốc gói về cô đun xong cô ngâm chân nước đến lây này. Vâng. Cô ngâm xong móng chân nó cứ như là sơn ấy. Ôi giời. Hôm qua cô lên đây cô xấu hổ quá, cô phải kỵ hết lên chứ không thì nó đen một lượt. Rồi. Đấy. Thật ra cái thuốc ngâm chân nếu mà đúng bài thuốc của nó thì nó cũng rất là tốt, nó điều hòa kinh lạc rất là tốt đấy bà. Vâng, nếu như mà đúng bài thuốc. Nó tê hết cả cái đùi này. Vâng. Ngâm nước đến đây. Vâng. Mà tay dấu hiệu 2 hôm nay này cũng tê. Vâng, thế ngón chân này bà vẫn cử động được chứ? Ừ, vẫn đấy được. À, ở nhà cô đứng cô cũng doay thế này này. Vâng. Doay thế này này. Vâng. Cô cũng tập đấy nhưng mà nó chóng mặt đứng là nó khuỵu, đứng lâu là nó khuỵu. Tiền đình đấy. Rối loạn tiền đình. Đi bác sĩ bảo là không phải tiền đình mà cô bị phòng đĩa đệm. Phòng đĩa đệm xử lý được. Vâng, nói chung là cô yên tâm đi nhá. Thì tí nữa cháu sẽ bảo thầy Lập sẽ xử lý thôi. Vâng. Thì bác sĩ bảo là phòng đĩa đệm thì bảo hôm nay chú ấy đưa đi, chú bảo là uống hết cái liệu trình thuốc này thì xong uống 2 liệu trình nữa thì không đỡ thì phải đi mổ. Thế thì cô hỏi người ta bảo là mổ thì 50-50, một là khỏi, hai là là bị lẹt. Nên là cô sợ cô, mà cô không dám mổ. Cô có tiền sử bị cao huyết áp không? Cô không nghĩ. Không gì, thế tốt. Vâng. Cô không huyết áp. Vâng. Vâng. Để bên cháu nói chung là trước khi đến kiểm tra là mình cũng phải sàng lọc trước. Dạ. Ví dụ mà bệnh nhân nào mà cao tuổi này rồi thì có tiền sử cao huyết áp quá thì bên cháu cũng không dám nhận, bởi vì là nó sẽ có cái rủi ro ấy. Đấy, cao huyết áp là đùng cái người ta đi lúc nào không biết là chết rồi. Huyết áp thì cô không bị huyết áp. Cô lên kiểm tra ở huyện. Vâng, vâng, thế thì tốt ạ. Vâng. Vâng. Nói chung là tí nữa là đến vào trong khám là bên cháu là sẽ đo hết mà, đo huyết áp rồi đo nhịp tim các thứ. Vâng. 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 Bà cứ ngồi nghỉ ngơi nhá. Vâng. Vâng, vâng. Bà rót nước cho. Thôi được, em. Vâng. Đây, bà hôm nay là bà lên giao lưu với khán giả của cháu một tí nhá. Chào lên sóng, chào bà. Bà hôm nay là bà lên hôm đầu tiên đấy bà nhỉ? Đi kia hôm qua nghỉ. À thế ạ. À. Thế là còn hôm đến là cụ không đi được đâu. À hôm đến là cụ không đi được ạ. Lên bậc kia là nhẽ phải cõng cơ. À đấy ạ. Vâng. Đi cứ nhăm 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 đau. Thế thì bây giờ cụ đi được chưa? Đi nó cũng hơi đau đi chậm. Thế mà mới có mấy hôm ạ? Hôm nay là 2. Hôm nay hôm thứ 2 ạ. À. Thế là trước là không đi được. Không có, cụ vẫn đi chợ. À đau lắm. Đau. Vâng. Người phải đưa đi. À bây giờ là lên bậc là không có vẻ người dắt nữa. Cụ vẫn phải người dắt, bây giờ hơn 80-85 này. À vâng. Vâng vâng. Thì mới có buổi thứ 2 mà. Hôm nay là buổi thứ 3 ạ. Còn chưa được đâu, làm. Hôm nay là thứ 2. À hôm nay là buổi thứ 2. Ôi thế thì là sao mà. 85 tuổi như này là ổn lắm rồi. À vâng vâng. Rồi ạ. Cảm ơn cụ. Cảm ơn. Vâng. Đây quý vị vào xem qua cái trong này đây. Đấy, ở trong này thì cũng đang rất là đông đây. Chào các bà các bác nhá. Ông ạ. Xin chào. Đang thì có một cái trường hợp mà nặng lắm ông ạ. Chân thì nói chung là chân thì đi bây giờ là nó cũng bị tê hết chân. Rồi thì hay bị chóng mặt. Bà. Bà đấy. À. Bà đấy chân. Chân cái mông đấy. À cái bà mà hôm là xử lý đang dơ ra rửa đấy. À đây. Đây 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 cô đây. Đây. Vâng. Đấy cái dáng đi của cô là cháu thấy là gần về phụ nữ Việt Nam rồi đấy. Nói chung là thế là
ổn ổn rồi nhưng mà vẫn còn phải làm nữa. Vâng. Tại vì là thế bây giờ là cô co chân gập được đến đâu rồi? Co chân chỉ gập được thế này thôi. Chứ còn chưa co giáp như thế này được. À vâng. Đấy. Cái chân này chưa co giáp được, bao giờ giáp được thì mới là chính là khỏi. Rồi, đấy. Lúc nào mà co được như thế thì cháu sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Vâng. Nhưng mà cô thấy là đỡ nhiều không? Đỡ nhiều. Vâng. Rồi. Đỡ nhiều. Ừ. Vâng cô nhá. Vâng. Cảm ơn nhé. Dạ vâng. Đây. Không. Quá khỏi rồi. Ông ạ. Về để chỉ có xem chỗ chủ tịch xem phước thì mình. Bác đến buổi thứ mấy thế nhỉ? Buổi nay buổi thứ ba. Buổi thứ ba. Thì bác bị làm sao? Bị xẹp cuộc sống. Xẹp cuộc sống. Vì kiểu ngã vì xẹp cuộc sống lại đau vai gáy này. À vâng. Đau cổ. Thế đến hôm nay là bác cải thiện nhiều lắm rồi. Cải thiện. Mới làm có 2 buổi không? Vâng. Mà bây giờ mình cảm thấy như thế nào ạ? Giờ cảm thấy nó kiểu như mình nó mỏi kiểu như mình nó chưa ổn định được. Vâng. Thì vào làm thêm làm cho nó khỏi. Vâng. Thì theo như bác sĩ bảo là cứ tầm phải 4-5 ngày, 4-5 lần hay 5-6 lần gì đấy thì mới khỏi được. Vâng. Tùy trường hợp. Tùy trường hợp. Vâng. Đấy. Đấy. Thế thì được không mà được tốn tiền. Vì trước là nó lại bị xẹp kiểu mình bác sĩ giật ra giờ nó ra rồi. Giờ nó đi nó êm. Êm luôn. Tối nay là nó êm. À, đấy, nó ngồi nó không bị không bị thắt nữa. Vâng. Không bị đau nữa. Quan trọng là mình giải quyết được cái khâu nắn chỉnh đấy, là ok rồi. Nắn chỉnh giờ nó đỡ. Nó đã về nó cũng bản mãi lồ quá. Không đi được. À đấy. Lớn tuổi là phải đi vào được 2 buổi nữa rồi. Vâng. Thôi thì bác cứ chịu khó sắp xếp thời gian, cái sức khỏe của mình nó vẫn là trên. Hôm nay mới người định đi ấy. Thế nhưng mà bỏ đi để vào xem như thế nào đã. Vào người ta cứ bỏ xem như thế nào bỏ. Có nhưng mà thế nào người ta liệt người ta đi được nữa. Vâng. Liệt với lại thiền đình với các thứ là đều khỏi hết mà. Vâng ạ. Thì bảo người ta thế, người ta cũng bảo thế. Vâng. Thế là sắp xếp được xong cái đấy. Dạ vâng ạ. Cảm ơn nhé. Vâng. Đấy, còn về cái bạn Tôn Bảo Vlog mà hôm trước Đạt có quay lên cho mọi người thấy đấy, thì Đạt cũng thấy là cái hoàn cảnh gia đình của bạn này thì cũng rất là khó khăn, vì do là bạn ấy là bị bệnh từ bé đấy, nhà gia đình kiệt quệ về kinh tế vì bạn ấy, cho nên là hiện tại bây giờ là cũng chưa có công ăn việc làm gì. Thì Đạt cũng muốn là tạo điều kiện cho Tôn Bảo Vlog và có công ăn việc làm tại Phúc Lâm Bảo Đường, đó là Đạt sẽ giao cho bạn Tôn Bảo phát triển cái fanpage của Phúc Lâm Bảo Đường cũng như là kênh TikTok của Phúc Lâm Bảo Đường. Thì đây, chúng ta sẽ gặp bạn Tôn Bảo. Đây. Tôn Bảo à? Dạ. Ừ. Thế bạn có muốn làm việc tại Phúc Lâm Bảo Đường không? Dạ có anh ạ. Không, không không dùng lời nói mà dùng cử chỉ đi. Có muốn làm không? Đấy, gần được đâu rồi. Thế gì nhỉ? Bạn có biết hát không? Đấy, từ chối lắc đầu được rồi. Hỏi cái câu hỏi nào để gọi là dùng cử chỉ gật đầu và lắc đầu để cho bạn ý nào lắc ngoay ngoại xem nào. Ví dụ đấy, trước đây là không thể làm mà lắc được đầu thế đúng không? Đấy, thì đấy vừa Đạt vừa nói qua với quý vị đấy, thì là Đạt giao cho Tôn Bảo Vlog một cái fanpage mới tinh này, vừa mới lập hôm nay xong. Đó là fanpage Phúc Lâm Bảo Đường. Đó. Đấy, quý vị hãy bỏ chút thời gian vào Facebook tìm kiếm cái fanpage Phúc Lâm Bảo Đường này. Thì Đạt cũng sẽ để cái link fanpage ở dưới phần bình luận ấy. Thì quý vị hãy vào đấy để like và bấm theo dõi để xem những cái hoạt động của Phúc Lâm Bảo Đường trong cái thời gian tới. Là tất cả những cái nội dung ở trên này là do bạn Tôn Bảo sẽ đảm nhiệm. Hôm nay là Đạt có live stream trực tiếp một cái video đây, quý vị hãy vào xem. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã đến với fanpage trực tiếp chính thức của Phúc Lâm Bảo Đường. Đấy, đấy fanpage là chính thức là cái chữ Phúc Lâm Bảo Đường này nó viết hoa hoàn toàn này. Đấy, để có hình ảnh rất là đẹp của Hội Đông Y Thành Phố về thăm
Đấy, có trong đó có cả Đạt đây. Đấy, quý vị hãy nhớ vào like để theo dõi những cái hoạt động trong Phúc Lâm Bảo Đường nhé, quý vị nhé. Đấy, cũng là một phần là ủng hộ cho cái công việc của bạn Tôn Bảo Vlog đây. Đấy, thì từ nay là giao cho cái fanpage này thì bạn cố gắng để mà quay lên những cái hoàn cảnh khó khăn ở trong này này. Vâng. Cũng như là mình sẽ quay những trường hợp mà bắt đầu đến đây bị như nào. Sau, sau khi mà xuất viện, sau khi mà xong điều trị xong ở đây ấy, vâng, thì là cái tình trạng của họ cải thiện ra làm sao. Đấy, có thể là ví dụ như hôm nay có bệnh nhân mới đến ấy, thì mình sẽ quay họ đến và phỏng vấn họ là xem là họ đang gặp tình trạng gì. Đấy, xong rồi để ý là khi nào mà họ về thì mình sẽ hỏi họ xem là ừ thế cải thiện đến đâu rồi. Vâng. Nhá. Đấy, để sau đó là đăng lên cái fanpage này. Đấy, cũng như là khi mà mỗi buổi sáng mà khách đến thì mình sẽ live stream trực tiếp một lần. Rồi. Để cho khán giả của Đạt đến rồi đấy, xem là cái tình trạng hoạt động ở Phúc Lâm Bảo Đường như thế nào. Đấy, ok chưa? Vâng, cái okay. Đấy thì chắc là đơn giản thôi nhỉ? Dạ, được. Ừ, đấy. Thì quý vị hãy vào theo dõi cái fanpage đấy để coi là ủng hộ cho cái công việc của bạn Tôn Bảo Vlog. Dạ. Nhá. Làm này là có lương chứ không phải là làm không công đâu nhá. Vâng. Đấy, có tiền gửi về cho bố mẹ. Dạ. Đấy, xong dần dần anh em mình sẽ phát triển. Vâng. Nhiều mic quá. Vâng, kính thưa quý vị, thì cái dự án làm cái mái cổ cho tượng của cụ Hải Thượng Lãn Ông thì là Đạt đã lên xong và thợ thì đang thì bắt đầu triển khai để làm cái khung rồi. Thì đấy, như Đạt cũng đã nói rồi đấy, thì là bốn cái góc này. Đấy, một góc này, hai góc này, ba góc, bốn góc này thì là sẽ có cái cột dựng lên. Đó, sau là có một cái mái cổ rất là to và hình tráng để che mái, che mưa cho nắng cho cụ. Đấy, còn cái cầu, một cái cầu nữa để bước sang để khi mà mình thắp hương thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, mới còn chia sẻ với quý vị là cái số tiền Mạnh Thường Quân đã đóng góp ủng hộ cho gia đình của bà Chắt, mà cái trường hợp mà bà bị còng lưng mà nuôi cậu con trai bị thiểu năng đấy ạ. Thì là hiện tại bây giờ Đạt sẽ xin được phép cập nhật cái số tiền của các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ cho gia đình nhà bà để lát nữa thì Đạt sẽ ra tận nơi trao cái số tiền đó cho bà Chắt. Quý vị có thể xem đây. Đây thì em sẽ quay lại màn hình để cho quý vị xem tổng số tiền này. Đây, tổng số tiền là 9.641.800 đồng. Đấy, tìm kiếm lịch sử giao dịch này. Đây, Đạt sẽ công khai lên này. Thứ nhất là ở đây, ngày mùng 7 tháng 11 2022 là 1 triệu đồng của cô Đặng Thị Dung chuyển hộ hai con của có chuyển hộ hai con của cô tôi tới gia đình à của cô tới gia đình bà Chát. Tới gia đình bà Chát này, đấy là 1 triệu đồng, xin được cảm ơn cô Đặng Thị Dung ạ. Thế còn đây là 2 triệu đồng của Trần Thị Xuân Kiều. Vâng, Trần Thị Xuân Kiều.
cô ghi với nội dung là chuyển tiền giúp mẹ con bà cụ Chắt. Đấy. Còn cô Khánh An, đây là của Khánh An này, là 300.000 đồng gửi bà Phùng Thị Chắt. Rồi. 2.441.800 đồng này là của Đỗ Lê Cường. Là đây là 100 đô đấy ạ, 100 đô thì là quy ra tiền Việt là đấy 2.441.800 đồng là của Đỗ Thị Cường. Đỗ Lê Cường xin lỗi ạ. Vâng, xin cảm ơn bác Đỗ Lê Cường. Thế còn đây. À, không phải. Cái số này là của đây là Đỗ Lê Cường này là gửi hình như là gửi giúp thì phải. Rồi mình lại chưa cập nhật được cái tên của người mà gửi 100 đô này rồi. Còn 1 triệu đồng này là của Trần Thị Anh hay Trần Thị Hánh gì đó thì cho cô gửi cô Chắt nhé Đạt. Vâng, xin cảm ơn cô Trần Thị Anh hay Trần Thị Ánh. Vâng. Còn 500.000 đồng này là của Chi hay là chị đó. Vâng. Vâng, vâng, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Thế còn 300.000 đồng này là nhờ em gửi phần quà nhỏ tới mẹ con bà Chắt từ Nguyễn Quang Duẩn. Đấy, xin được cảm ơn anh Nguyễn Quang Duẩn. 500.000 đồng này là của Trần Thị Thanh Nhàn. Vâng, xin được cảm ơn Trần Thị Thanh Nhàn ạ. 100.000 đồng chút quà gửi bà Chắt em nhé. Thì đây cũng không ghi tên. Xin được cảm ơn Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho bà Chắt 100.000 đồng. Còn đây là cô Hạnh gửi ủng hộ cho bà Chắt là 500.000 đồng này. Đấy. Tiếp theo là 500.000 đồng của Đặng Thị Dung chuyển khoản. Đây là cũng là ủng hộ cho bà Chắt đây ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Đặng Thị Dung. Cảm ơn cô Hạnh. Cũng như là Phạm Thị Xuân Nương là 500.000 đồng. Vâng, xin được cảm ơn tấm lòng của cô Phạm Thị Xuân Nương rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị thì ở trên đây thì người thì giúp ít, người thì giúp nhiều. Nhưng mà quan trọng hết là tất cả là đều có cái tấm lòng nhân ái, lá lành đùm lá rách. Đấy, chứ không phải là họ thừa tiền mà họ đi từ thiện đâu ạ. Có những người Đạt biết là có những Mạnh Thường Quân là cũng chẳng phải là dư giả gì. Họ thậm chí còn ăn tiêu hà tiện để mà có được tiền để mà đi từ thiện cơ. Đấy, thế cho nên là qua đây thì Đạt cũng xin được phép là cảm ơn tất cả những tấm lòng vàng đã hỗ trợ cho bà Phùng Thị Chắt là với số tiền là 9.641.800 đồng. Thì chắc là cái 800 đồng này thì Đạt sẽ làm tròn lên 1.000. Đấy, thì là 9.642.000. Đấy, ít ra thì Đạt cũng hỗ trợ thêm được 200 đồng nữa. Vâng, thì trước đó thì như quý vị đã biết thì Đạt cũng đã ủng hộ cho gia đình nhà bà Chắt là 5 triệu rồi đấy. Thì đây, hôm nay cái số tiền là 9.642.000 này sẽ được giao tận tay cho bà Chắt. Và một lần nữa là Đạt cũng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đó, thì Đạt thì cũng lần đầu tiên kêu gọi Mạnh Thường Quân để mà chuyển khoản vào cái tài khoản này thôi. Cho nên là nếu như có cái điều gì sơ suất thì mong quý vị bỏ qua cho. Và có lẽ là Đạt sẽ không thêm một bất cứ một lần nào nữa để mà nhận tiền từ Mạnh Thường Quân vào cái số tài khoản của mình nữa. Bởi vì là nói chung là với Đạt ấy, thì là cái uy tín nó là cái quan trọng nhất. Đấy, cho nên là để tránh ảnh hưởng, để tránh là có sự hiểu lầm gì đó ấy, thì Đạt sẽ không nhận bất cứ một khoản tiền nào từ các Mạnh Thường Quân. Và nếu như có hoàn cảnh nào khó khăn thì Đạt sẽ đưa trực tiếp cái thông tin của họ lên đó. Và nếu như quý vị nào mà có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với gia đình họ. Đó, thì Đạt cũng vẫn sẽ tổng hợp lại những Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ gia đình họ và sẽ đưa lên kênh Đạt Đến Rồi. Đấy, một cách công khai và minh bạch. Còn bây giờ thì xin phép với quý vị là Đạt sẽ mang cái số tiền này đến nhà bà Chắt để trao cho bà Chắt. Vâng, thưa quý vị, thì trên dọc đường đi thì Đạt cũng đã kịp đi chợ để mua một số cái nhu yếu phẩm thiết yếu cho để mang ra cho bà Chắt, mẹ con nhà bà Chắt.
Thì tại vì là hiện tại đấy, ở Phúc Lâm Bảo Đường ấy, hiện tại thì đang rất là đông khách ấy, cho nên là Đạt nghĩ là cái thời điểm này chắc là chưa thể đón cả hai mẹ con nhà bà Chắt về Phúc Lâm Bảo Đường được. Thì mong rằng là bà Chắt thông cảm cho cháu, cũng như là quý vị hãy thông cảm cho Đạt. Bởi vì là bây giờ thì đang đông khách quá, cho nên là mình chỉ sợ là đưa bà đến đấy mà chữa cho bà mà lại không đến nơi đến chốn thì nó lại nó ảnh hưởng đến uy tín của Phúc Lâm Bảo Đường. Thì Đạt cũng đã vừa mới đi chợ xong, thế là ui dồi ôi, các bà ở chợ nhận ra Đạt cũng chụp ảnh cũng vui, mình cảm thấy là vui lắm quý vị ạ. Mình vốn dĩ ngày từ xưa đến giờ mình cũng không phải là người là thích nổi tiếng đâu, nhưng mà khi mà đi ra ngoài chợ mà các bà, các cô bác ở ngoài chợ nhận ra và cũng xin chụp ảnh thì mình cảm thấy là rất là vui. Vui vì là những cái hành động của mình nó đã được lan tỏa rất là nhiều. Thì Đạt có mua là dầu ăn rồi thì mì tôm, nhiều thứ lắm. Lát nữa thì quý vị Đạt sẽ quay cho quý vị xem là liệu rằng một người như Đạt thì đi chợ liệu có chu đáo không quý vị nhé. Đấy, thì Đạt cũng định mua thịt cho bà cơ, nhưng mà chỉ sợ là thịt ấy, thì mua về thì bà không bảo quản được lâu ấy. Thì cho nên là Đạt đã mua cá khô với giò chả. Đấy, lát nữa thì Đạt sẽ quay lên cho quý vị xem là Đạt có chu đáo hay không. Đây là chính tay Đạt đi mua đấy ạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì cuối cùng thì đoàn từ thiện của Đạt đến rồi, đã đến gần nhà bà Chắt rồi. Thì hiện tại bây giờ Đạt đã nhìn thấy hai bạn học sinh ở đây. Thì chú hiện tại bây giờ chú đang có một số đồ muốn mang sang nhà bà Chắt ấy. Đấy, thì hai cháu giúp cho chú với. Đây. Tại vì một mình chú thì bê thì nó hơi cồng kềnh. Đây. Các cháu cũng là người ở đây à? Dạ vâng ạ. Ừ, cháu học lớp mấy thôi? Cháu học lớp 9 ạ. Lớp 9 à? Cháu học lớp mấy? Cháu cũng học lớp 9, cháu cùng bạn này. À thế à? Vâng. Ừ. Đây, của cháu đây. Đây. Đây là chú đi làm từ thiện nhá. Vâng. Thì các cháu giúp chú là mình cũng là đi làm từ thiện thôi. Dạ. Đây. Có sách được không? Dạ có. Ừ, đây. Mình mang sang nhà bà đưa chú. Cái xe để kia có được không? Ừ. Có biết nhà bà Chắt không? Có. À ừ, đấy. Thì cháu biết bà Chắt là lâu chưa? Dạ, cháu biết lâu rồi ạ. À, từ bà. Lúc bé cháu đã biết. À, từ lúc bé thì, từ lúc bé cháu biết bà thì đã biết là bà khổ chưa? Rồi ạ. À, bà khổ vâng. Từ cái ngày đấy. Vâng. Ừ, rồi. Con cháu kia nữa. Đây. Đấy, hai thanh niên làm việc tốt này. Sau này mà có điều kiện kinh tế là phải biết giúp người giúp đời nhá. Người khổ ạ. À thế à? Ừ tốt, đấy. Tuyệt vời quá. Cháu tên là gì? Cháu tên là Tiến ạ. Tiến à? Đấy, ừ. Mọi người hãy tuyên dương bạn Tiến nhá. Đây con, đây bạn gì đây? Mạnh ạ. Mạnh à? Ừ, vâng. Rồi đấy. Chúc cho hai cháu là sau này là thành đạt, thành công để giúp người giúp đời nhá. Đấy, thưa quý vị, là hôm nay trên đường đi là Đạt cũng đã đi chợ và mua được sẵn những cái đồ nhu yếu phẩm cho bà Chắt đấy ạ. Thì tí nữa quý vị sẽ được xem Đạt sẽ mua những gì cho bà đây. Thì thấp thoáng đã thấy bóng dáng con trai của bà Chắt đây rồi. Không biết là bà có nhà hay không. Bà Chắt ơi. Bà Chắt ơi. Cứ vào đi. Chắc là phải đóng cửa đấy, không là bạn đi ra. Được cho bà. Cho bạn mặc quần đã. Đây, tiện thể ở đây để quay cho quý vị xem đây. Đạt cũng đã tiện mua một thùng mì tôm này, một hộp bánh Danisa này. À, đây. Còn gì nữa đây? Một can dầu ăn này, một chai nước mắm này, một gói mì chính này, bốn lốc sữa cho bạn ấy. Cái bạn ấy tên là gì nhỉ? Tên là gì?
dao đấy, 4 lốc sữa này, đây đồ ăn thức uống này này, cũng có một mớ rau này, rồi thì cà chua này, hành này, đấy, trứng này, trứng này, trứng này, giò chả này, đấy, cá khô này, đấy, mua cả cà chua cho bà nấu. Thấy chú chu đáo không? Dạ có ạ. Ờ, đấy. Thì kính thưa quý vị, thì đây là Đạt bỏ ra thêm một chút tiền để mua cho bà đây. Thế còn cái số tiền mà các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà Chắt thì là vẫn còn nguyên 9.641.800 đồng. Cứ làm tròn thành 9.700 đi. Đấy, thì lát nữa thì Đạt sẽ trao lại cái số tiền 9.700 cho bà. Thế bây giờ các cháu giúp chú cho cái nhu yếu phẩm này vào trong nhà nhé. Đấy. Mày quá gặp hai thanh niên này, trên đường đi cứ nghĩ mãi mà không biết làm thế nào để cho được những đồ này vào. Đi đường xe ô tô lại không vào được đây. À, đây đây, chú xách cái này cho. Ba. Bà hôm nay ở nhà hả bà? Đây, chắc là để trong này cho bà này. Cháu ơi. Này. Đấy. Hôm nay là cháu mua những cái đồ này về cho bà nhé. Vâng. Đấy. Đủ chưa? Hết chưa? Này. Rồi. Cảm ơn các cháu nhá. Vâng. Ừ, thôi chúc cháu chăm ngoan học giỏi, sau này thành công. Vâng. Làm nhiều việc tốt. Vâng. Và xem muốn xem lại hình ảnh của mình thì vào kênh YouTube Đạt đến rồi. Dạ vâng. Ừ. Nhá. Ủng hộ cho chú. Ừ. Tạm biệt nhá. Cảm ơn hai thanh niên nhá. Vâng. Ờ ờ. Đấy. Thằng cháu nhà nó ở đâu bên này. À vâng. Đây 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 đây, có bánh này, có bánh này, bóc cho bạn đi ăn luôn bà. Bạn đi có thích ăn bánh không bà? Có kẹo đấy. Bánh thích ăn. Vâng, đấy. Này, bánh này. Bánh bim bim này. Không muốn cho ăn. Ăn rồi uống nước xin bụng. Đấy. Bóc bánh nho nhá. Nào. Ra đây nào. À. Ngồi ghế này. Ôi trời, hộp bánh to quá. Thôi ngồi đây, ngồi đây. Ôi đấy, còn bị kiếm ghế. Vỡ. Cháu có mua cả giò chả, mua cả cá khô cho bà. Ôi giời, mua nhiều thứ đấy. Úi dồi ôi, đây bánh này. Đây, bánh thơm quá. Này. Ôi trời. Cháu nó từng cái một rồi, nó ăn vâng. Ăn nhiều thứ, ăn hợp. Kéo tay áo xuống, nghịch lắm. Đây, ngồi đây. Cho từng cái một, đây cho mấy cái này, cầm nó thích. À. Thôi, cả vỡ. Đấy, có cái giò chả đấy, phải cất đi bạn, có cả trứng đấy. Vâng. Không có, đến lúc nó hỏng mất. Thế còn, thứ ba ấy, bà ơi, là hôm vừa rồi cháu có quay clip lên và cháu cũng được Mạnh Thường Quân, mọi người là cũng rất là đồng cảm với bà. Thì là có một số Mạnh Thường Quân là cũng... Hôm ấy ra bơ hồ có cái cô xóm bên, cô ấy mở xem mà cô ấy nói thạo quá và thế. Cô đưa ai đi đến cái chỗ ấy rồi, đến công ty mà khám bệnh. Thì bảo cháu hay xem cái kênh này nè. À thế ạ, vâng đây. Cháu có nhận được số tiền là 9.641.800 đồng là của các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho nhà mình. Thì đây cháu làm tròn lên là 9.700.000 là xin được gửi tận tay cho bà. Đấy thì để cháu đếm này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 triệu này, 9.500.000 này, 9.700.000.
cháu gửi bà nhé. Đây là số tiền mà Mạnh Thường Quân đã chuyển về và ủng hộ cho bà. Đấy, mong rằng cái số tiền ít ỏi này thì có thể là giúp bà trang trải cuộc sống. Đấy, thì bà có muốn có lời nào muốn cảm ơn quý vị khán giả trên kênh của cháu không? Vâng. Thế nhân đây tôi cũng cảm ơn các Mạnh Thường Quân đã quan tâm và giúp đỡ đến mẹ con nhà tôi. Bây giờ chả làm được cái gì, làm nhẹ cũng chả được. Toàn, hoàn toàn phụ thuộc vào người khác. Vâng. Hôm qua đi họp ấy có được cái đâu. Thì không. Ai cũng bảo, thế nào mà mẹ con nhà bà không được, bảo chả biết. À, họp gì hả bà? Họp đại đoàn kết đi. Đại đoàn kết ạ? À? Được thì là có cái chế độ gì hả bà? Nhà thì được xây nhà đoàn kết. Vâng ạ. Còn người thì nghèo thì được gói, còn người làm ăn kinh tế giỏi thì cũng lại được thưởng. Vâng. Thế bảo chắc từng đợt thì là... Chắc là cháu nghĩ là cán bộ nhà mình chắc là cũng chưa xem xét kỹ trường hợp của bà thôi. Chắc thì, thế. Vâng, thì cháu cũng mong là cái video này có thể lan tỏa được đến... Người đi bảo, vâng. Người còn khỏe đi cuốc đất, đi cấy vinh vịt ra thì được. Thế còn mẹ con cái bà kia thì chả làm ăn được gì. Làm cũng dùng nhún nhảy đi dạ. Chả xong. Thế mà thế nào không được thì chả biết như người ta. Chắc là cháu nghĩ là cán bộ quê hương mình thì chắc là cũng chưa tìm hiểu được sâu vào cái trường hợp của bà thôi. Thì cháu cũng mong là cái video này sẽ lan tỏa. Thì sau đó là cán bộ ở địa phương mình thì các bác sẽ nhìn thấy cái hoàn cảnh gia đình nhà bà để mà tìm đến bà. Vâng. Hỗ trợ cho nhà bà nhé. Thế còn cái vấn đề mà chữa bệnh cho bà ấy thì hiện tại bây giờ là phòng khám của cháu rất là đông khách. Đấy, cho nên là cháu sợ là đưa bà về là không thời điểm này mà đưa bà về là cũng chưa có thời gian để mà chữa trị được cho bà, mà hơn nữa lại còn cả em đây nữa thì là cũng hơi khó. Để chắc là trong thời gian tới thôi thì cháu sẽ quay trở lại và đón bà. À, cô mở cái kênh này ra, cô bảo đông lắm. Vâng, đông lắm ạ. À, đây, đây. Cô không cho nó ăn nữa. Để cháu đóng chặt lại. Không để ăn cơm. Đấy, trưa nay thì... Khách lắm mà, tận miền Nam người ta cũng già. Cả bên nước ngoài người ta cũng bay về đấy. Vâng. Người ta già. Thế mà không biết tìm. Vâng. Không biết. Thì cũng thưa quý vị là qua đây thì Đạt cũng xin phép được thay mặt mà bà Trác là xin được cảm ơn những tấm lòng vàng của quý vị khán giả đã dành cho bà Trác, đã có chút ít gọi là ủng hộ cho cái hoàn cảnh của bà Trác. Đây quý vị nhìn thấy hoàn cảnh này quá là khổ rồi. Mà vừa nãy cậu bé mà đi cùng Đạt đấy là cậu cũng chia sẻ là từ khi mà cậu ấy còn nhỏ đẻ ra thì cậu đã biết được là hoàn cảnh nhà bà cũng đã khổ rồi, bà đã khổ từ lâu lắm rồi. Nó là cháu. À thế là nó là cháu ạ. Vâng. Hôm nay bằng chú. À thế ạ. Vâng. Là em trai bố nó con ông bác. Vâng. Bằng chú. Vâng. Đấy cháu còn mua cả cà chua cả hành cho bà đấy. Bà thấy cháu chu đáo không? Đấy, mua đầy đủ gia vị cho bà đấy, dầu ăn này. Thì nhà bà là có nấu nướng hay bà đun bằng cái gì? Điện. À đun điện ạ. À. Nồi. Có bếp nhưng mà nó hay chìm quá thế lại bỏ chạy lên đây. À thế ạ. Mà phải đổ cao nên gáng nữa thì. Ôi trời ơi. À đúng rồi, ở đây là cái mùa mưa là nó hay bị chìm mà nhỉ. Nước uống nó vừa dầm dã 2-3 ngày. Úi nước rồi. Nó chết tiêu không kịp thì là nó lại tràn. Lạnh mưa cái thì nó ấy. Sao? Rồi cứ thức cả đêm. Thế à? Nhờ thức cả đêm mà không có nó chôm vào. Thế mà nó chôm vào tí buồng. Vâng. Hứt hết cả áo rồi phơi cái hôm đạn. Ừ. Chả bác vào để luôn đây. Vâng. Quần áo bảo để đây để mưa nữa đi thì quật lên giường lên phản. Vâng. Để một đống. Đấy. Đây, trong cái hôm đạn là quần áo rét. Vâng. Và cô cứ chú ý cho áo dạ với áo. Vâng. Lên. Đấy. Hoàn cảnh nhà bà thì quá khổ. Khổ mà còn chẳng làm được một tí nào. Đấy. Bây giờ thì bà như thế này thì làm đụng cái gì nữa. Khỏe nếm nấy được thì còn đỡ. Vâng.
đi đấy, đi sang nhà bà bên kia chơi mà đau hết cả cái xương đùi gắn vào bên xương chậu mà. Nó cũng thấy hóa nào mà. Đi nhàng từ đây xuống bếp đi đi lại cái sân mà cũng đau mà. Ngồi nghỉ mà. Chả biết nó đau kiểu gì. Bà bên kia hay là bà? Bà ấy chứ. À bà. Bà vâng. Mới sang chơi chả làm được cái gì, mới cuốn được cái tóc, mới giặt lại được cái áo mà. Cái áo phơi ngoài kia thế mà mỏi cứng hết cả đường sang nhà bà đi chơi mà. Thôi được rồi, thế thì cháu phải sắp xếp thời gian thì cháu mới ra đón được bà với cả em về. Chung là lên đến đấy thì nói chung là bây giờ cũng đang đông khách lắm bà. Đang đông gọi là nó ít khách thì chờ để mượn cái túi đựng quần áo. Và cái túi du lịch còn con để đựng quần áo. Và đấy thế thì thôi chắc là anh em cháu xin phép về luôn bà. Tại vì là sáng đi xuống đây à? Vâng. Tại vì là cháu ở nhà còn xử lý một số công việc nữa. Thì thôi thì đấy. Cô Hà cô xem kênh rồi cô ấy bảo đồng lắm. Vâng. Thôi cháu chúc bà sức khỏe bà nhé. Thì cháu xin phép đây. Chắc là bà nữa nó mà ổn ổn thì cháu sẽ ra đón bà. Vâng ạ, vâng. Đây cháu xin. Vâng. Đấy. Thì kính thưa quý vị thì Đạt sẽ cập nhật danh sách những mạnh thường quân đã ủng hộ cho bà ở đây. Đấy. Quý vị có thể xem này, tại vì là Đạt muốn là nó hết sức là minh bạch, không có là thật ra với Đạt thì đấy quý vị biết rồi đấy, xem kênh nhiều thì quý vị biết, thì với Đạt thì một vài trăm nghìn hay một vài triệu, một vài chục triệu đối với Đạt thì nó cũng rất là quý, nhưng mà không đến mức cái uy tín của mình mà vài trăm triệu, vài chục triệu, vài tỷ mà mua được đâu. Nên quý vị thông cảm. Chắc là lần sau thì Đạt sẽ không kêu gọi từ thiện để mà chuyển khoản vào tài khoản của Đạt nữa. Thôi. Thế cháu xin phép bà cháu về đây. À thế ạ. Và mặc được áo dài đấy mà. Sao đấy? Chắc là đòi mở đòi ăn rồi à? Chả mấy khi bạn ấy được ăn thì bà cứ cho ăn đi. Chả sao đâu. Nó thích bây giờ nó thế này rồi, nó thích thế nào thì chiều cho nó thích bạn. À, ăn nhá. Ở nhá. Nó cứ cướp đậu. Đậu phụ này, bim bim. Này. Như chùa là nó cứ cướp của người ta là phải giữ. Mà đấy. Có người cho nó ăn thứ thức ăn ngon mà. Này cái này nó có nho khô này, này. Ừ, ăn đó. Ăn vừa rồi. Thích ấy, thích ăn bánh kẹo đấy. Nào. Này. Thôi cho nó ăn thế thôi, để cho nó nghịch luôn. Rồi, không ăn nó đòi ấy như. Úi giời ơi. Đấy, đóng chặt vào. Rồi, thôi cháu xin phép cháu về đấy bà nhá. Vâng. Vâng vâng. Tạm biệt bà nhá.